Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai vào ngày 25 tháng 7 với kết quả bỏ phiếu tán thành trên 98% số phiếu đại biểu Quốc hội, với đa số là đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước lần thứ nhất vào tháng 4 vừa qua, trong một diễn biến mà nhiều người cho là bất ngờ, không theo lịch trình nhằm theo thế bộ tứ của chính quyền Việt Nam trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam hồi tháng 5. Phát biểu trong lễ nhậm chức lần thứ hai được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ nỗ lực làm hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ lãnh thổ. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Ông Trần Đại Quang tốt nghiệp trường Cảnh sát Nhân dân và đã trải qua nhiều chức vụ về an ninh. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Ông Quang được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng sau khi nhận chức Bộ trưởng Công an. Sau đó một năm, ông Quang được thăng hàm Đại tướng.